cái quế này, cái cây quế này. Nó tên là cây cây gì trắng trắng đẹp đẹp cơ. Nó là khúc mai gì ạ? Cái khúc mai gì mà ở bên ngoài thơm lắm. Thơm lâm nhưng mà đúng trồng thơm phức rồi. Nó cây nó dạng bonsai nhỏ nhỏ tí tí. Vâng đấy, anh để đây cũng đẹp ạ. Nó là nở hoa thơm lắm. Đẹp nhỉ. Còn thơm hơn cái cây mai chú thủy kia cả. Mai chú thủy cũng đã thơm rồi. Bò ấy nó này.